Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị đến với tập 8 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Tống Trường Vũ mới chen lời. Cái này kỳ thực không thể trách Vương Bộ đâu. Lúc đó tình tự của hai nhà đều cực kỳ kích động, đặc biệt là nhà họ Trương. Hơn 5-6 huynh đệ của họ đều ôm quyền, sắn tay định lên động thủ. Nếu như Vương Bộ đầu không đẩy ra, hai nhà không đánh không xong. Chuyện té ngã là do y tự đứng không vững mà té, sao có thể trách cứ Vương Bộ đầu được. Tôi thấy vậy rất là oan uổng a. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu hỏi: Vị Trương lão đại này trừ sau đập đầu phải ghế ra còn bị thương chỗ nào không? Lúc đó hai bên có đánh nhau không? Vương Dịch lắc đầu: Lúc đó đang hòa giải trong vườn nhà của Trương lão hán, đất trong vườn rất cứng, bằng phẳng. Trương lão đại cũng chỉ có đụng sau phía đầu. Sau này Ngũ Thác kiểm tra đi kiểm tra lại, không phát hiện thi thể có vết thương gì khác. Do đó nhà Trương lão hán mới khẳng định là do tôi xô ngã Trương lão đại gây ra cái chết cho y, bắt tôi phải đền tiền ma chay, còn phải trị tội tôi nữa. Mạnh Thiên Sở nói: Người thân là bộ đầu, thấy hai nhà chuẩn bị đánh nhau đương nhiên phải ra ngăn trở, đó chính là chức quyền của ngươi, không có gì đáng trách. Thế nhưng trong quá trình ngươi thực hành chức trách, nếu lỡ tay giết người vẫn sẽ bị xử phạt. Đại Minh luật đã quy định, nếu như lỡ tay giết hay làm bị thương người sẽ y theo tội đánh đấu sát thương, y luật mà trị tội, có thể nạp tiền chuộc để trả cho nhà bị hại. Sau đó nếu như tra ra là ngươi xô ngã Trương lão đại khiến cho phần đầu đập vào ghế gây thương tổn dẫn đến cái chết, thì sẽ định ngươi vào tội đấu sát thương, đương nhiên có thể nạp tiền chuộc. Vương Dịch dè dặt hỏi: Phải đền bao nhiêu lượng bạc? Y luật sẽ thu tiền chuộc của ngươi là 12 lượng 4 tiền 2 phân. Vương Dịch a lên một tiếng. Lương hàng tháng của bộ khoái chẳng qua là 700 văn, số bạc hơn 12 lượng này phải làm hơn một năm mới trả đủ. Đương nhiên là y đau lòng rồi, thế nhưng y vẫn cảm thấy oan khuất. Nếu như thật sự y đẩy một cái gây nên chuyện đó thì bỏ tiền ra cũng đáng. Nhưng đằng này chuyện té đập đầu xưng một cục là chuyện thấy rất thường, sao lại có thể gây ra chết người được? Hơn nữa bản thân đi là vì ngăn cản hai bên đánh nhau mà ra vậy, thật là quá oan uổng. Mạnh Thiên Sở nói với Thái Chi Huyện: Chuyện đang gấp, cần phải tra rõ chân tướng tử vong của nạn nhân, thỉnh ông chủ cho gọi Trương lão hán và người con thứ vào thương thảo chuyện giải phẫu tra án, những người khác không cho phép tiến vào. Mạnh Thiên Sở biết những sự kiện mang tính quần thể này kỵ nhất là cùng hò hét, nhiều người cùng gào thét thì chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên chỉ nên cho phép hai người vào. Thái Chi Huyện lập tức gọi người ra cửa nha môn cho đòi Trương lão hán và người con thứ hai là Trương lão nhị vào, mang đến hoa phòng quỳ xuống. Chờ khi Thái Chi Huyện giới thiệu thân phận của Mạnh Thiên Sở xong, hắn liền nói với Trương lão hán: Cái chết của Trương lão đại con trai ngươi rốt cuộc là nguyên nhân gì thì cần phải giải phẫu kiểm nghiệm mới tra rõ, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Con trai thứ hai của Trương lão hán nói giọng rất lớn, thô lỗ, đốp chát ngay: Còn tra cái gì nữa, ca ca tăng ngày thường thân thể trắng kiện như trâu, không sinh bệnh tật gì, chỉ vì đụng té một cái là chết luôn, không phải Vương Bộ đầu làm té chết thì còn nguyên nhân gì nữa đây? Các ngươi nếu cứ nhất mực chần chừ không chịu làm, ngày mai chúng ta sẽ khiêng thi thể đến chi phủ nha môn dâng cáo trạng, xem các ngươi có thể bảo hộ được hắn cho tới khi nào đây. Mạnh Thiên Sở trầm mặt: Ngươi nói lời này là sai rồi, không kinh qua kiểm nghiệm ngươi sao biết cú đụng đó khiến ca ca ngươi tử vong đây? Nói không chừng có người hạ độc thì sao? Hay là dương thọ của ca ca ngươi hết rồi chẳng hạn? Không thể nào, ca ca ta cứ ở mãi trong nhà chẳng đi đâu cả, làm sao có thể trúng độc được. Còn về dương thọ, ai có thể nói đúng là dương thọ của ca ca ta được bao nhiêu đây? Chẳng lẽ ta phải tìm thầy bói tính toán một chút hay sao? Ấy ấy, dương thọ ít nhiều tuy không thể nói chuẩn, nhưng nếu là hạ độc hay mưu sát thì chỉ cần tra là biết thôi. Ngươi ba lần bốn lượt cản trở không cho giải phẫu thi thể kiểm nghiệm, chẳng lẽ trong việc này có gì đó mờ ám sao? Nghe Mạnh Thiên Sở chụp mũ như vậy, Trương lão hán vội xua tay với con, cản y lên tiếng, còn bản thân thì nói: Con trai ta chết rồi, sao chúng ta lại hạ độc được? Nếu như đã nói thế, để chứng tỏ thanh bạch, lão đây đồng ý giải phẫu. Vậy thì được, đưa thi thể vào liệm phòng của nha môn, bổn sư gia sẽ tự thân giải phẫu kiểm nghiệm, thỉnh ông chủ ở bên cạnh để kiểm sát. Còn bốn vị Trương lão hán và con trai cùng Vương Bộ đầu, Tống Bộ khoái làm người chứng kiến đi, thế nào? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tiếp theo đó, Trương lão hán mang theo con trai đến liệm phòng đặt thi thể.
Nhân thời gian rảnh đó, Mạnh Thiên Sở được Thái Chi huyện đưa vào nội nha xem xét an bài chỗ ở. Hàng Châu là vùng đất phúc, chủ phú vô cùng, do đó nha môn rất có khí thế, nội nha rất rộng, căn nhà vườn mà Thái Chi huyện cấp cho cả nhà Mạnh Thiên Sở cũng lớn, là nhà vườn trong nhà vườn, các đồ đạc bên trong đều đủ cả. Phu nhân Thang Thị của Thái Chi huyện đang cùng Hạ Phượng Nghi đứng dưới nguyệt đài trong phòng khách nói chuyện. Thang Thị sai các người hầu giúp dọn nhà và thu thập sắp xếp mọi thứ trong ngoài. Thấy Mạnh Thiên Sở và Thái Chiêu trở về, hai người đều vội vàng bước đến đón. Nét mặt của Hạ Phượng Nghi đầy vẻ hưng phấn, nồng nhiệt gọi: "Tướng công, chàng về rồi. Thái phu nhân phái rất nhiều đầy tớ đến giúp chúng ta lo liệu nhà cửa, còn cử ra một lão đầu bếp họ Hạ giúp chúng ta nấu nướng. Thái phu nhân còn tặng một bà mụ là Hàn Thị làm đầy tớ quét dọn vệ sinh nhà cửa, thật là quá khách khí rồi." Hạ Phượng Nghi lần đầu tiên rời khỏi nhà ra ngoài sinh hoạt, đến một hoàn cảnh hoàn toàn mới, người nghênh tiếp lại hiếu khách và nhiệt tình như vậy, tự nhiên không trách được vẻ hiếu kỳ và hưng phấn. Vừa rồi Hạ Phượng Nghi và Phi Yến chỉ chờ ở trong vườn một chút đã được tiếp vào trong nội nha để an bài. Tiếp theo đó, Chi huyện phu nhân dẫn theo một đám người hầu đến quét dọn vệ sinh, an ổn nhà cửa. Nói chuyện lại đầy vẻ hài hòa và nhiệt tình, cho nên Hạ Phượng Nghi biết là Mạnh Thiên Sở làm chức hình danh sư gia này đã má đáo thành công rồi, rất mừng cho hắn. Mạnh Thiên Sở ngắm gương mặt trắng mịn và đôi mắt đầy vẻ hân hoan của nàng, lòng thầm nhủ cô ả này thật là đẹp. Hắn lập tức khom người cảm ơn hai vợ chồng Thái Chi huyện. Do các người hầu đang dọn dẹp vệ sinh nên bốn người đứng ngoài vườn nói chuyện. Mạnh Thiên Sở thấy lão Hà Đầu và Phi Yến cũng đang bận rộn thu thập, liền ngoắc tay gọi Phi Yến lại, bảo cô bé mang cái dương khám nghiệm pháp y tới, sau đó nói với Hạ Phượng Nghi rằng mình phải đi tra án. Hạ Phượng Nghi thấy hắn vừa tới là đã bận rộn ngay, hiển nhiên vị Thái Chi huyện này rất coi trọng hắn, không khỏi mừng lây. Thái Chi huyện và Mạnh Thiên Sở rời khỏi nội nha đến liệm phòng ở góc nam phía tây của nha môn, nằm bên cạnh đại lao, ba góc đều có cửa sổ, ánh sáng cũng khá rõ ràng. Thi thể được đặt trên một cái phản, trên có đậy một tấm bố trắng. Hai cha con Trương Lão Hán và Trương Lão Nhị đứng ở hai bên, Vương Dịch Vương Bộ Đầu và Tống Tửng Vũ Bộ Khoái đứng ở hai góc. Hai cha con họ Trương nhìn Vương Bộ Đầu chằm chằm, mắt tóe lửa. Thần tình của Vương Bộ Đầu rất ủ rũ, cúi gằm đầu nhìn xuống đất. Mạnh Thiên Sở phủ lớp bố trắng lên thi thể, gọi cha con Trương Lão Hán giúp cởi quần áo trên thi thể ra, còn bản thân thì lấy dao phẫu thuật và cái cưa xương. Do tiêu điểm mà hai bên tranh cãi là phần đầu của Trương Lão Đại va đập tạo nên nguyên nhân tử vong trực tiếp, do đó hắn quyết định nhắm thẳng vào giải phẫu phần đầu để điều tra. Hắn trước hết dùng dao cạo cẩn thận cạo hết tóc cả phần đầu, quan sát lớp da bên ngoài. Quả nhiên ở phần hậu chẩm sau đầu có một khối u xuất huyết dưới da to bằng ngón tay cái. Dùng dao phẫu thuật cắt một vòng, sau đó tai qua đỉnh đầu tới tai bên kia thành một đường vòng, kéo ra đầu để lộ phần hộp sọ, đặc biệt là bộ vị có khối huyết u ngưng động sau não, sau đó lau khối huyết đó đi. Không phát hiện ở chỗ bầm đó có vết thương tổn đến xương sọ nào. Đến lúc này, trong đầu Mạnh Thiên Sở đã đại khái đoán được nguyên do. Căn cứ án tình, Trương Lão Đại là sau khi thụ thương rồi sáng ngày hôm sau chết, trải qua một quá trình. Sau đó, nếu như Trương Lão Đại chết do trúng thương khi bị té, thì có khả năng chết vì xuất huyết trong não. Loại xuất huyết não này từng xuất hiện dưới các tình huống khác nhau, ví dụ như máu tụ trong hộp sọ, máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, máu tụ trong não, phù não, hội chứng tăng áp não, giãn não thất. Và hiện tượng máu tụ ngoài màng cứng hầu như liên quan hoàn toàn với đường dạn xương sọ. Hiện giờ không phát hiện hộp sọ biến hình hay là xương vỡ, cơ bản bài trừ xuất huyết ngoài màng cứng. Vấn đề bây giờ chỉ còn xem coi có hình thành xuất huyết dưới màng cứng hay là trên màng não hay không. Mạnh Thiên Sở dùng cưa xương cưa theo hình vòm bên ngoài hộp sọ, lấy hộp sọ ra, kinh qua kiểm tra, không hề phát hiện hiện tượng ứ huyết mô não. Hắn đem tình huống kiểm tra nói với mọi người, sau đó tiếp tục giải phẫu, nhắm theo trung tuyến cắt một lỗ nhỏ, không phát hiện có cục máu. Tiếp đó cắt màng não cứng và tiền đình phía trước đại não, rồi phân ly với màng nhện não, lộ ra hai đại bán cầu phải và trái. Kinh qua quan sát, ở màng não cứng và lưới màng nhện không thấy hiện tượng xuất huyết vón cục gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở đoán định cái chết của Trương Lão Đại không có quan hệ gì tới cú ngã va đầu vào ghế. Lần đụng đầu đó chỉ đơn giản làm xuất huyết dưới da đầu, không gây ra vỡ xương, cũng không gây xuất huyết trong não. Mạnh Thiên Sở giải thích đơn giản lại hết xong,
Trương Lão Hán và con trai Trương Lão Nhị đối với chuyện xuất huyết trong não dẫn đến tử vong thế nào, đương nhiên một khiếu cũng không thông, nhưng đối với chuyện xương sọ không bị nứt mẻ gì, rõ ràng là nhìn được tận mắt. Và trong mắt người thường, xương sọ không vỡ thì làm sao mà chết được, cho nên khí thế hung hăng của hai cha con đều mất hết. Vương Dịch Vương Bộ Đầu và Tống Tưởng Vũ thì hưng phấn phi thường, vừa cảm kích vừa sùng bái Mạnh Thiên Sở. Nếu như không phải chưa giải phẫu xong, Vương Bộ Đầu dám quỳ xuống tạ ân đức tẩy oan khuất cho y lắm. Trương Lão Nhị vào đầu nói: nếu như anh tôi không phải bị ghế đập trúng chết thì chẳng lẽ tuổi trời hết thật sao, Diêm Vương đến thu bắt hay sao? Chuyện quỷ quái đương nhiên là do Mạnh Thiên Sở đặt điều. Nghe Trương Lão Nhị nói thế liền bảo: nếu muốn tra rõ nguyên nhân tử vong của ca ca ngươi, chúng ta cứ tiếp tục giải phẫu là được, nhất định sẽ tìm ra được một giải thích hợp lý thôi. Mạnh Thiên Sở tiếp đó trích đại não ra, kiểm tra qua không phát hiện bệnh hay đột biến gì, bài trừ khả năng đại não bị chấn thương hay bệnh mà chết. Mạnh Thiên Sở tiếp tục giải phẫu mở khoang ngực và bụng của người chết, cắt bớt cơ bó ngực để lộ ra lồng ngực. Cái tim to lớn của Trương Lão Đại lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong tình huống bất thường, tim của người thường bằng khoảng nắm tay, nhưng tim của Trương Lão Đại này to tới hai nắm tay. Hơn nữa, tâm thất trái phình ra sau, khoang lại cực kỳ hẹp. Từ đó, Mạnh Thiên Sở sơ bộ nhận định Trương Lão Đại có khả năng chết là do chứng dày cơ tim. Loại bệnh này lúc còn sống không có dấu hiệu bị bệnh tật gì. Khi những nhân tố ngoại giới ảnh hưởng dẫn đến điện tim bị xáo trộn, khiến cho tâm thất bị co thắt dữ dội dẫn đến tử vong. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở án chiếu theo thường quy của công tác giải phẫu pháp y, tiến hành giải phẫu cổ, các khí quản, thấy tất cả đều bình thường, không hề phát hiện bệnh chứng hay tổn thương gì. Giải phẫu hoàn tất, Mạnh Thiên Sở chỉ vào trái tim to lớn, nói với Trương Lão Hán: con trai ngươi, nhân vì một bên tim to gấp hai bình thường, khi cãi nhau hoặc có gì kích động sẽ phát sinh xáo trộn điện tim, gây đột tử. Trương Lão Hán và con trai Trương Lão Nhị tự nhiên không hiểu loại nguyên nhân gây nên tử vong do bệnh lý này, nhìn sao cũng thấy nó bình thường. Lại nhớ lại Trương Lão Đại lúc trước, sau khi đập đầu vào ghế xong thì nói khó chịu, cả cơm chiều cũng không ăn, trở về phòng là ngủ luôn, cho nên đối với lời Mạnh Thiên Sở nói chỉ có mấy phần tin. Trương Lão Hán nói: vậy con trai ta không phải là chết vì đau sao? Mạnh Thiên Sở thật là chẳng còn biết nói làm sao. Con trai ngươi chết so với bất kỳ ai cũng không có quan hệ gì, là bệnh của y tự phát mà tử vong thôi, do đó ngươi không thể trách người khác được, cũng không thể trách Vương Bộ Đầu, do đó các ngươi đem thây đặt trước nha môn là chẳng có đạo lý gì cả. Trương Lão Hán nhìn con trai Trương Lão Nhị thở dài một hơi: con à, chúng ta khiêng xác anh con về nhà chôn thôi. Mạnh Thiên Sở lại nói: các ngươi và Giang Gia đang kiện nhau về mái nhà thoát nước mưa, cách Vương Bộ Đầu đều xử lý là hợp tình hợp lý đấy. Các ngươi muốn Giang Gia phá hủy mái che, khiến cho nước vào nhà, ướt tường của nhà họ là không đúng. Như vậy đi, dù sao thì mái nhà của họ chìa qua nhà địa giới của các ngươi, họ đã làm sai trước, nhưng đã thành sự thực. Hai nhà lại là hưng thân trong xóm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp, nên nhân nhượng nhau một chút đi. Hay là để bọn họ xuất tiền bồi thường cho các ngươi một số ngân lượng, sau đó tự xây một máng xối nước dẫn nước ra ngoài vườn nhà của các ngươi, ý các ngươi thế nào? Con trai đã chết, Trương Lão Hán không có lòng nào để ý đến mấy chuyện này nữa. Hơn nữa, lời của Mạnh Thiên Sở nói cũng công bình hợp lý, so với lần điều giải trước còn có thêm ngân lượng bồi thường, cho nên gật đầu ưng thuận. Mạnh Thiên Sở nhân chuyện này còn nóng, tiến hành cho xong luôn, chỉ phái Vương Bộ Đầu cùng Tống Bộ Khoái mang thi thể cùng họ trở về, rồi điều giải ngay lập tức. Giang Gia thấy nhà họ Trương chết hết một người, lòng cũng nảy sinh sự động tình, cho nên hòa giải nhanh chóng đạt thành nhất trí. Giang Gia lần này bồi thường Trương Gia 6 lượng bạc, còn tự xây một đường thoát nước ra ngoài vườn của Trương Gia. Án này từ đó kết thúc. Vương Bộ Đầu và Tống Tưởng Vũ đưa Mạnh Thiên Sở trở về nha môn, hắn định vào trong thu thập việc nhà. Chi huyện Thái Chiêu thấy mọi người trở về, gọi vào rồi triệu tập toàn bộ quan phó, lục phòng, thư lại và tam ba nha dịch trong nha môn, long trọng giới thiệu hình danh sư gia tân nhiệm của mình. Mạnh Thiên Sở vừa đến huyện Nhân Hòa là đã phá được một án lớn, giúp Thái Chi huyện giải vây. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp cả nha môn, cho nên Thái Chiêu vừa giới thiệu, mọi người đã tung hô vang trời. Trong đó có người thật lòng khen ngợi, đương nhiên cũng có người nể mặt Thái Chiêu, và cũng có người giả vờ diễn trò để mong mỏi xem có thể dựa dẫm dưới bóng cây lớn mới đến này không. Tiếp đó, Thái Chi huyện dặn dò người đi thiết yến ở tòa tiểu lâu Vọng Hải lâu to sang nhất huyện.
một là cho đủ lễ tiết thỉnh được vị hình danh sư gia, hai là khánh chúc cho cái án làm cho ông ta đau đầu vừa rồi đã nhanh chóng được phá giải. Lần yến tiệc này mời các quan phó trong nha môn bao gồm huyện thừa, chủ bộ, điển sứ, ngoài ra còn có nho học giáo dụ. Do Thời Minh rất chú trọng phát triển nho gia, huấn đạo trưởng quan tư lại của 6 phòng lại hộ, lễ, binh, hình, công, tiền cốc sư gia của Thái Chi huyện, thư khải sư gia, người của vệ binh Hàng Châu và bách hộ sở của huyện. Ngoài ra còn có hương thân và người có công danh trong huyện, tất cả ngồi đầy một sảnh đường. Thái Chi huyện trước đây thỉnh sư gia đều bày một bàn tiệc ở nhà mà thôi, nhưng lần này lại mời nhiều người thuộc giới có danh có chức trong huyện đến dự, hiển nhiên là muốn biểu đạt sự cung kính, kính trọng và cảm kích với Mạnh Thiên Sở. Trên bàn rượu, Thái Chi huyện tán thưởng năng lực phá án của Mạnh Thiên Sở vô cùng, còn Vương Bộ Đầu thì cảm kích hắn nên kính rượu lia lịa. Các quan lại và hương thân thì càng vuốt mông ngựa hơn. Người thông minh đều biết, người khôn muốn đi cửa sau, quan hệ này nọ thì phải thông qua sư gia mới là đường chính. Do Chi huyện lão gia thường không sành về hình danh, cho nên án kiện nên phán thế nào thường xuất phát từ một hai câu nói của sư gia. Do đó, tiệc rượu này sau khi uống xong, Mạnh Thiên Sở đã bị chuốc say mềm, được đưa trở về nhà. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang ngồi trong phòng khách của ngôi nhà vườn dành cho hình danh sư gia trong nội nha. Thấy Mạnh Thiên Sở lắc lư được đưa về, vội chạy tới đỡ về chỗ ngồi. Phi Yến vội vã chạy đi chuẩn bị canh tỉnh rượu. Mạnh Thiên Sở dương con mắt say mềm nhớn nhớn nhìn Hạ Phượng Nghi. Nương tử, các nàng chưa ngủ sao? Chờ ta sao? Sắc mặt Hạ Phượng Nghi rất vui tươi, khẽ đáp. Tiệc rượu ngày hôm nay nên uống mà, chàng cũng không những thuận lợi làm chức hình danh sư gia này, còn mới đến mà đã được phá được án, giải vây cho Chi huyện lão gia, và cũng làm nở mặt nở mày cho bọn thiếp, cho nên đáng mừng thì mừng, cho dù là Chi huyện lão gia không thiết yến mừng, chúng thiếp cũng tự động bày tiệc mừng mà. Mạnh Thiên Sở vui mừng. Có thật không? Phi Yến thưa. Dạ đúng vậy, chuyện thiếu gia ngày hôm nay phá án đã truyền khắp huyện nha này, mọi người đều nói ngài phá án khó, dễ dàng cứ như trở bàn tay, quá lợi hại. Em và thiếu phu nhân cứ bàn với nhau mãi, không ngờ thiếu gia lại có tài như vậy. Mạnh Thiên Sở đắc ý ưỡn ngực. Ta không phải là nói trước rồi sao, bổn thiếu gia ta tài cao tám đấu, không phải là cái tên bị thịt ăn hại đâu. Phi Yến còn định nói tiếp, Hạ Phượng Nghi đã lên tiếng. Lão gia uống say rồi, Phi Yến, em đi pha nước phục thị lão gia, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Phi Yến vâng dạ, nâng đỡ Mạnh Thiên Sở đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này là theo tiêu chuẩn gian trong, gian ngoài. Gian trong chủ ngủ, gian ngoài dành cho nha hoàn, hầu hạ. Trên đường đến đây, họ đã thỏa thuận kỹ với nhau rồi, là Mạnh Thiên Sở ngủ gian trong, gian ngoài dành cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ngủ. Do đó ban ngày, họ đã đặc biệt yêu cầu một cái giường lớn để an bài ở phía ngoài. Phi Yến dìu Mạnh Thiên Sở đến giường cho ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi pha nước. Khi trở lại thì thấy Mạnh Thiên Sở đã nằm vật ra giường, ngáy khò khò. Phi Yến cởi hài và trường bào của Mạnh Thiên Sở, dùng sức kéo hai chân hắn lên giường, đặt cho hắn nằm thẳng, đắp mền kỹ lưỡng. Thấy hắn vẫn ngủ thật say, bây giờ mới yên tâm, thổi tắt đèn ra gian ngoài cùng ngủ với Hạ Phượng Nghi. Nửa đêm, Mạnh Thiên Sở khát quá tỉnh dậy, bò nhồm dậy, thấy chung quanh tối đen, không thấy được gì, lắc lắc đầu một lúc mới hơi tỉnh. Mới đến đây, mọi sự còn chưa quen, nhất thời hắn chẳng thể phân rõ đông tây nam bắc. Vừa lồm cồm, lần xuống giường, lò dò tìm kiếm giày, xong lần bước đi, lại bàn sờ tìm bình trà. Chợt bụp một cái, đá phải cái ghế, khiến nó ngã lăn quay. Lập tức có tiếng hỏi của Phi Yến ở gian ngoài. Thiếu gia, ngài cần gì? Chờ đấy, Phi Yến đi lấy cho. Mạnh Thiên Sở quả thật không nhìn thấy thứ gì xung quanh, đứng thẳng ở đó. Lát sau, Phi Yến đã vén rèm mang một cái đèn nhỏ bước vào. Hắn chợt nhìn thấy trên người nàng chỉ mặc một cái áo ngắn màu hồng đào, không kịp cài nút ký nên áo lót cũng màu hồng ẩn hiện dưới đèn. Cô bé cũng nhướng đôi mắt ngáy ngủ hỏi hắn. Thiếu gia, ngài muốn gì? Ta khát rồi, ta muốn uống nước. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng lướt chiếc áo lót mê người của Phi Yến, rồi nhanh chóng ngoảnh đầu đi chỗ khác. Phi Yến dụi dụi mắt nói. Thiếu gia, ngài lên giường nằm trước, coi chừng gió lạnh, Phi Yến đến nhà bếp rót nước nóng cho ngài. Không cần nữa, trên bàn có trà mát không? Chỉ uống tí là xong chứ gì. Nói xong, hắn định bước tới lấy bình trà. Vậy sao được? Phi Yến vội ngăn hắn ra. Ngài uống rượu rồi, không được uống lạnh, không những dễ dàng bị ói mửa mà còn làm cho hư khí, hư người.
Nói xong, không cho Mạnh Thiên Sở cãi gì, vội vàng kéo hắn đẩy nằm lên giường, đắp mền lại rồi mới nói: "Thiếu gia chờ cho một chút, Phi Yến đệ sẽ đi lấy nước nóng, trở lại ngay." "Không cần nữa, bây giờ mà nhóm lửa, phiền phức lắm." "Không cần nhóm lửa đâu, thiếu phu nhân nói, thiếu gia uống rượu xong, nửa đêm nhất định sẽ kêu khát. Sau đó, em đã để một ấm nước ở trong lò than, hong nóng rồi, dự bị cho thiếu gia." Trong lúc nói, Phi Yến đã mang đèn, vén rèm đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác này chỉ có trong hắn lúc còn nhỏ. Lúc nhỏ khi sinh bệnh, thường nằm trên giường, ba mẹ cứ thế mang trà rót nước. "Ai ra, không biết ba ba và má má của ta bây giờ có được khỏe không?" Trong lúc suy nghĩ như vậy, ngoài phòng đã sáng đèn trở lại. Phi Yến quay trở lại với đèn lồng và một bình trà trên tay. Đặt đèn lên bàn, cô bé rót một ly trà nóng đưa tới mặt Mạnh Thiên Sở. "Thiếu gia, uống nước đi, nước ấm tốt cho bụng. Do thiếu gia còn phải ngủ nên em không pha trà đậm." "Em thật là chu đáo." Mạnh Thiên Sở tiếp lấy ly trà, uống ngực một cái dốc cạn, lau lau miệng đưa ly cho Phi Yến. "Uống nữa không thiếu gia?" Mạnh Thiên Sở lắc đầu. "À, uống một ly nước ấm, thoải mái quá. Được rồi Phi Yến, em thật là người rất tỉ mỉ." Phi Yến cười hi hi. "Nô tỳ nào mà không hầu chủ nhân như vậy đây. Sau này đêm đến thiếu gia cần gì, chỉ cần gọi Phi Yến là được rồi, đừng có tự đi lấy. Đêm đến trời lạnh, đường dễ té, thân thể các vị thiếu gia đều rất quý. Nếu mà bị đau đầu, chặt chân gì đó thì bọn nô tỳ chúng tôi không xong đến nơi rồi." Mạnh Thiên Sở nằm trở lại giường, nhìn gò ngực gồ cao dưới cái áo ngực màu đỏ hồng của Phi Yến, thật thật giả giả nói: "Phi Yến, lên giường ngủ với ta được không?" Phi Yến lừ lừ mắt lườm hắn, nhưng vẻ giả vờ nhiều hơn. "Hồi đêm em và thiếu phu nhân còn khen thiếu gia, đến giờ thì lại lòi cái đuôi hồ ly ra rồi. Thôi ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều việc công còn chờ thiếu gia đấy." Bỏ rèm cửa xuống, cô bé mang đèn lồng đi ra. "Đúng à, ngày mai việc công còn rất nhiều." Ngày mai hắn thực sự đã bước lên cương vị hình danh sư gia quang vinh rồi. "Hey, có thể đảm nhiệm được không đây?" "Hey, đương nhiên là có thể rồi, cố lên thôi." Tuy tự cổ vũ trong lòng như thế, hắn vẫn cảm thấy ít nhiều có điều gì đó chưa tự tin lắm. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đang ngủ mơ màng, chợt nghe có tiếng đinh đang trong chẻo truyền đến. Thầm nghĩ sao mà lại có người đánh chuông gây tiếng động lớn như thế này trong nội nha sớm như vậy. Khiến hắn nhớ lại khi học phổ thông nghe tiếng chuông khi hết tiết học. Hắn chuyển mình vừa định ngủ tiếp, chợt nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến vào, rồi màn được vén lên. Phi Yến cất tiếng với giọng vô cùng trong trẻo: "Thiếu gia, kèn đã vang lên rồi, đến lúc dậy rồi." "Ông trời ơi, thì ra là nha môn đánh kèn báo thức. Sao lại giống như quân đội vậy? Thức dậy mà cũng phải có thời điểm chính xác sao?" Không còn cách nào khác, hắn đành phải ngồi dậy, ngồi trên giường ngáp một cái thật dài, uốn éo vươn vai, khiến cho Phi Yến cười khanh khách. Phi Yến lấy y bào của Mạnh Thiên Sở phục thị cho hắn mặc y phục, rồi lấy nước cho hắn rửa ráy, lại bắt hắn ngồi trước bàn trang điểm, giúp hắn chải đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn vào kính đồng, ngắm thân hình tha thướt của Phi Yến, đôi tay trắng mút thoăn thoắt giúp hắn chải tóc. Thầm nghĩ, cô ả Phi Yến này mặt mũi tuy không bằng Hạ Phượng Nghi, nhưng thân hình thì chẳng kém cạnh gì. Nghĩ đến Hạ Phượng Nghi, hắn buộc miệng hỏi: "Thiếu phu nhân, sâu lời của em dậy chưa?" "Đã dậy từ sớm rồi, thiếu phu nhân không phải là sâu lười, người không bao giờ ngủ nướng trên giường hết." "Vậy nàng ấy đi đâu rồi, đi bắt sâu rồi hả?" "Bắt sâu?" Phi Yến không hiểu. "Không phải nói là chim dậy sớm mới đi bắt sâu hay sao?" Phi Yến cười khanh khách: "Được nha, thiếu gia dám nói thiếu phu nhân là chim nha, lát nữa em sẽ mách phu nhân cho coi." "Ai nói ta là chim vậy?" Tiếng nói của Hạ Phượng Nghi từ ngoài màn truyền vào. Tiếp đó rèm được vén lên, nàng bước vào, người mặc một chiếc áo trắng hồng, sơ trang thanh nhã, mái tóc vén một bên, hai hàng chân mày cong phút, đôi mắt thì sáng như hai giọt nước, chiếc cổ và gò má trắng mịn giống như ngọc giát vậy, lại thêm vòng eo cực nhỏ, bước theo bộ lăng ba thật là như làn mây nhẹ lướt tới vậy. Phi Yến mắt to đã có thể coi là thập phần xinh đẹp rồi, thế mà đứng gần Hạ Phượng Nghi lập tức ảm đạm thất sắc ngay. Người ta thường có câu không được đánh giá nữ nhân dưới đèn, mà nên xem xét mắt vào buổi sáng sớm. Vào sáng sớm, nữ tử mới có dáng vẻ và phong thái tự nhiên của nữ nhân nhất. Trên đường đi phong trần gió bụi, Hạ Phượng Nghi không hề để ý điểm trang. Thế nhưng tấm lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có,
huống chi là nữ tử tuyệt sinh thì lại càng chăm chút cái đẹp trời cho của mình hơn. Hôm qua, sau khi an bài mọi việc, Mạnh Thiên Sở đi tiểu lâu dự yến. Phi Yến đã nấu nước cho Hạ Phượng Nghi tắm cho thật sạch. Sáng nay sau khi thức dậy đã đặc biệt trang điểm một chút. Nàng vốn thiên sinh lệ chất, thêm chút điểm trang lập tức sắc nước hương trời, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn được cả mặt ra. Hạ Phượng Nghi thật ra không phải trang điểm vì Mạnh Thiên Sở, mà chỉ vì hành vi tự nhiên của một nữ nhân mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy hắn ngạch mặt ra nhìn mình một cách si mê như thế, trong lòng nàng có mấy phần tự hào, cười cười, nhưng làm mặt giận nói: "Nhìn cái gì, không nhận ra sao?" "Chà chà, thật đúng là không nhận ra rồi. Ta phát giác nương tử của ta mỗi ngày mỗi biến càng dễ nhìn à. Thế nhưng nếu mà đẹp quá, coi chừng vương mẫu nương nương ở trên trời bắt nàng lên trên đó luôn đấy." Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi: "Vương mẫu nương nương bắt ta làm cái gì?" "Nàng đẹp như vậy, bà ta già cả mắt mờ, cho rằng đó là thất tiên nữ tự tiện trốn xuống trần gian đó mà." Phi Yến ở bên cạnh che miệng cười hi hi. Hạ Phượng Nghi cáu: "Mồm mép lém lỉnh không đàng hoàng. Chi huyện đại lão gia đến rồi, đang ở ngoài chờ huynh kia kìa." Phi Yến đã giúp Mạnh Thiên Sở trải đầu xong, nghe thế vội vã đội mũ lên đầu cho kỹ. Xong xuôi, hắn nhanh chân bước ra phòng khách, thấy Thái Chiêu Thái Chi huyện đang ngồi ở phòng khách uống trà. Y thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, vội vàng đứng dậy chắp tay: "Mạnh tiên sinh, dậy sớm mà, tối qua ngủ có ngon không?" "Rất ngon, đa tạ ông chủ đã quan tâm." Mạnh Thiên Sở vội chắp tay trả lễ, rồi ngồi xuống ghế chủ tọa ở bên. Phi Yến cũng vội rót cho hắn một chung trà. Hai người hàn huyên mấy câu, chợt nghe bên ngoài có hai tiếng cảng vang lên. Thái Chiêu đứng dậy chắp tay nói: "Hôm nay là ngày dâng cáo trạng, cộng thêm những án còn lưu lại những ngày trước đó, chắc là tiên sinh sẽ bận rộn rồi. Sau này chuyện liên quan đến hình danh toàn là nhờ tiên sinh hết. Vãn sinh cáo từ, bây giờ phải chuẩn bị ra công đường đây." Mạnh Thiên Sở cũng khách khí mấy câu, đưa Thái Chiêu ra khỏi cổng vườn, cúi đầu trở về phòng. Phi Yến thấy hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, liền hỏi: "Thiếu gia, nghĩ gì vậy?" "Thái Chi huyện, lát nữa ra công đường, sao lại không gọi ta ra cùng, chẳng hiểu là ý gì đây?" "Ta không phải là hình danh sư gia sao? Ta không nghe thẩm án, sao có thể giúp ông ta xử lý những án hình danh được đây?" Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh phì cười: "Nghề hình danh không phải là chỉ phá án mà thôi, còn có rất nhiều án không cần phải phá, chỉ cần huynh ở trong phán xét, hiện giờ đang gặp phải vấn đề rồi phải không?" Mặt Mạnh Thiên Sở hơi đỏ hồng. "Đúng à, quyển Đại Minh Luật này là một con quái tạp chủng, chủ yếu viết bằng chữ thật thế, rất ít khi liên quan đến phương diện quy định hay trình tự thực hiện gì. Thời cổ đại cũng không có cái gì gọi là trình tự hành chính hay có cơ quan công chính gì để đảm nhiệm đề ra những quy định cụ thể. Cho nên đối với những án dân sự thường phải dùng đến thủ đoạn hình sự để xử lý. Cho nên nếu Mạnh Thiên Sở chỉ đọc có Đại Minh Luật không thì không được, chỉ có trình tự thẩm án đơn thuần mà cũng không hiểu biết gì." Nếu như Hạ Phượng Nghi đã cười trêu hắn, xem như nàng phải biết. Mao lão nhân gia tức Mao Trạch Đông nói rất phải: khiêm tốn khiến người tiến bộ. Mạnh Thiên Sở không người làm lễ: "Nương tử, thỉnh chỉ điểm cho phi phu một vài điểm, cảm tích bất tận a." Hạ Phượng Nghi hỏi: "Huynh hỏi ta ư? Vậy thì hỏi đường người mù, mượn lược thầy tu rồi. Ta đối với hình danh một khiếu cũng không thông, thế nhưng ta biết chức sư gia đều là do quan lão gia tự mời, tự trả tiền, do đó thường không làm việc công khai ở đại đường hay ở thiêm áp phòng, do đó Thái Chi huyện ra công đường không gọi huynh đi cùng." Vậy ta làm việc ở chỗ nào?" "Ở nhà, trong nội nhà. Chờ một chút, Thái Chi huyện thối đường sẽ mang cáo trạng đưa về cho huynh để huynh xử lý." Xử lý thế nào?" Hạ Phượng Nghi đáp: "Cái đó ta làm sao mà biết được." Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Phi Yến. Phi Yến cũng lắc đầu tỏ vẻ thực sự áy náy. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thở dài. Bấy giờ hắn mới phát giác bản thân chỉ đọc có mỗi Đại Minh Luật thì không xong, vì đối với trình tự xử lý án kiện của thời cổ đại cũng như cách thức công văn căn bản chẳng biết gì. Nếu chân chính xử lý những án kiện thực tế như thế này thì không biết phải làm như thế nào cho phải. Nếu sớm biết như thế, trên đường nên tìm một người biết nghề thỉnh giáo qua. Đều trách cho hắn quá khinh địch, cho rằng chỉ cần xem qua một bộ Đại Minh Luật là cái gì cũng biết hết. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Mạnh Thiên Sở gấp gáp di chuyển loạn trong phòng như con nhặng xanh. Chờ một chút, Thái Chi huyện mang từng chồng hồ sơ án kiện đến giao cho hắn. Hắn dù sao cũng không thể nói rằng
Lão gia, ta chỉ biết phá án, còn những cáo trạng này ông để cho người khác xử lý đi. Nếu như thế thì hắn quả thực là mất mặt lớn rồi. Hạ Phượng Nghi thấy dáng vẻ sốt ruột nóng bức của hắn như vậy, đề nghị: hay là huynh tìm một người len lén hỏi thử xem sao. Mạnh Thiên Sở đứng phắt lại, trước mắt chỉ còn biện pháp đó mà thôi, thế nhưng hỏi ai bây giờ? Trong nha môn này hiểu biết về hình danh sợ chỉ có mỗi hình phòng thư lại mà thôi, dù gì cách thời gian Thái Chi huyện thăng đường cũng không lâu nữa, hay là lát nữa huynh đến hình phòng một chuyến đi, xem có thể tìm được người nào biết nghề hay không, rồi hỏi riêng thử người ta. Hạ Phượng Nghi đề xuất ý kiến: đây là chủ ý hay, ta lập tức đi ngay. Mạnh Thiên Sở cầm quạt giấy vội vàng ra cửa, đi xuyên qua hoa viên rời khỏi nội nha. Chiều hôm qua khi phá giải án kiện của Trương Lão Hán, hắn từng được Thái Chi huyện đi cùng tham quan qua một vòng quanh nha môn, cho nên biết vị trí của hình phòng. Trong xã hội hiện đại, chính quyền cấp huyện có rất nhiều đơn vị phân biệt nắm các phương diện về hành chính sự vụ. Trong khi đó, ở Minh Triều, trung ương có 6 bộ phân ra làm lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ và công bộ, tương đương với các bộ ủy của quốc vụ hiện nay. Còn nha môn, các địa phương thì có thiết đặt 6 phòng tương ứng, trong đó hình phòng phụ trách sự vụ liên quan đến hình danh. 6 phòng trong nha môn của huyện nằm ở hai phía của đại đường, đối diện nhau từ bắc tới nam, bao gồm lại phòng, hộ phòng, lễ phòng ở phía đông và binh phòng, hình phòng, công phòng ở phía tây. Mạnh Thiên Sở đến hình phòng nằm ở giữa phía tây, dù gì thì đây cũng là xứ Giang Nam phồn hoa, cho nên hình phòng khá lớn, gồm 5 gian phòng, trong đó gian 1 là phòng làm việc của trưởng quan tư lại của hình phòng, còn lại 4 gian, trong đó gian lớn nhất là phòng làm việc của kinh chế lại, 3 phòng còn lại là nơi làm việc của phi kinh chế lại. Nha môn của Minh Triều không có biên chế nghiêm cách, thời Minh Sơ định ra xong cho tới khi Minh Triều diệt vong dường như không hề cải sửa, và biên chế ban đầu rất ít. Muốn xử lý một lượng lớn công việc hành chính rắc rối thì căn bản không thể hoàn thành. Do đó, trong nha môn có rất nhiều thư lại bên ngoài biên chế, sử dụng nguồn tài chính từ địa phương cắt ra, và cũng là lý do để có hiện tượng hào hoa, ăn xén bớt thời bấy giờ. Những thư lại trong biên chế thuộc về kinh chế lại, còn gọi là thừa phát, thời Tống thì gọi là áp ti, cũng là chức tiểu lại mà Tống Giang đã từng làm. Những thư ký phụ trách sao chép văn thư gọi là thư thủ, còn những thư lại không thuộc biên chế thì gọi là phi kinh chế lại, hay còn gọi là thiếp thư. Mạnh Thiên Sở chậm bước tiến vào cửa của hình phòng. Phòng làm việc của lục phòng được xây tường gạch bên dưới, phía trên có dãy cửa sổ song đứng dài. Hiện giờ đã vào mùa hè, trời khá oi bức, cho nên cửa sổ đều được mở, bên trong có thể nhìn rõ hết bên ngoài. Hình phòng tư lại Ôn Minh chỉ cần liếc là thấy Mạnh Thiên Sở. Y hôm qua từng uống rượu với hắn, cho nên vội cười ha ha bước ra, ngay từ xa đã chắp tay khom người nói: không biết Mạnh sư gia đại giá quang lâm, đã thất lễ không kịp đón từ xa, xin thứ tội. Mạnh Thiên Sở là hình danh sư gia cho huyện Thái Lão gia thỉnh, ngay cả huyện Thái Lão gia gặp Mạnh Thiên Sở phải gọi là tiên sinh, tự xưng vãn sinh, huống chi là các thư lại, họ đương nhiên là khiêm cung gấp bội rồi. Mạnh Thiên Sở ôm quyền trả lễ: Ôn tư lại khách khí rồi, bị nhân chỉ tùy tiện đi đó đi đây thôi. Ôn Minh muốn mời Mạnh Thiên Sở vào phòng làm việc ngồi, hiện giờ chuyện vô cùng khẩn cấp, Mạnh Thiên Sở cũng không thể hỏi hình phòng tư lại về mọi chuyện liên quan đến hình danh, vì nếu như vậy thì quá mất mặt, cho nên hắn muốn tìm người hiểu biết, nhưng chức sắc phải không ra gì để hỏi, để sau này dù có người biết, nói ra cũng không ai tin. Do đó, hắn nói qua loa vài câu với Ôn Minh xong, tùy tiện bịa ra một chuyện rồi chắp tay nói: Ôn tư lại, không cần phải khách sáo, theo ta làm gì? Thái Chi huyện bảo ta tùy tiện đi tham quan một vòng. Ôn Minh hơi sững người, thì ra là Chi huyện đại nhân bảo hắn đi thị sát, trong lòng hơi hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì nói trước cho bọn thư lại thủ hạ bên dưới thì hay biết mấy. Theo lời hắn nói, hiển nhiên không muốn Ôn Minh y đi theo mà muốn tự tra một mình. Y làm việc trong nha môn nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, lập tức nghĩ ra biện pháp xử lý, cười tươi chắp tay dừng bước, đưa mắt tiến Mạnh Thiên Sở tiến vào thư lại phòng. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt giấu bước vào phòng kinh chế lại. Bọn thư lại thấy hình danh sư gia đến, vội vã đứng dậy chào. Mạnh Thiên Sở xua tay để mọi người tiếp tục làm việc, nói bản thân chỉ đến xem mọi người công tác, không cần để ý quản đến hắn làm gì. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hình danh sư gia ở bên cạnh, đám người này đều lòng kinh đảm tán,
sợ mình làm có gì sai nên không thể không quản đến hắn. Mạnh Thiên Sở chuyển một vòng, không tìm thấy người nào thích hợp, liền đi ra, đến phòng phi kinh chế lại cách vách, cũng không tìm được người nào. Khi đã gần tuyệt vọng, hắn chợt thấy trong góc có một tiểu thư lại đang ngồi. Trong phòng, những thư lại khác đều cười hề hề nhìn hắn. Trong khi đó, vị tiểu thư lại này nhất bực gầm đầu, dường như sợ hắn chú ý đến y vậy, lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Hắn từ từ tiến lại gần, đứng bên cạnh vị tiểu thư lại đó, phát giác thân hình của y hơi run, dường như đang rất sợ. Hắn càng lấy làm kỳ, cúi người xuống định nói, đột nhiên phát giác cổ của người này vô cùng trắng trẻo, vành tai có một lỗ nhỏ, liền nghiêng nhìn mặt nhìn, thấy khuôn mặt người này có đường nét rất nhu hòa, trên người hơi toát ra một luồng u hương nhẹ nhẹ, lập tức tâm trí sáng bừng. Vị tiểu thư này lại là nữ giả lam trang. Ở thời cổ đại, vô luận là làm quan hay làm thư lại đều phải là nam, nữ nhân không được phép công tác ở nơi xuất đầu lộ diện thế này. Do đó chả trách vị tiểu thư này lại vừa nhìn thấy hắn đã sợ như con ốc sên nhỏ vậy. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi, người tên là gì? Mộ Dung Phi Vũ. Thanh âm rất nhỏ nhẹ, uyển chuyển, giống như chim sơn ca cất tiếng hót vậy. Mộ Dung Phi Vũ ư? Phương Thảo Phi Phi, nhẹ như én vũ, một danh tự rất ôn nhu, sao giống tên của con gái quá vậy? Mạnh Thiên Sở cười nhẹ, không, không phải vậy, là Phi của Phi Tường, Vũ của Hoàn Vũ. Tiểu thư lại càng cúi sát đầu hơn, tiếng nói nhỏ dí như con muỗi, vo ve như không cho nghe, nhưng lại khiến cho Mạnh Thiên Sở nghe rất rõ. À lên một tiếng, thu quạt tới lại, gõ nhẹ lên đôi vai của nàng ta. Người theo ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Xong rồi, hắn thằng người đĩnh đạc bước ra ngoài cửa. Thân hình Mộ Dung Phi Vũ run bắn, hoảng loạn dạ một tiếng đứng dậy theo Mạnh Thiên Sở ra ngoài. Những thư lại còn lại đều dùng ánh mắt đồng tình tống tiến hai người ra khỏi phòng. Mạnh Thiên Sở đến cửa phòng làm việc của Ôn Minh Ôn Tư Lại. Ôn Tư Lại vội bước ra đón, vừa nhìn thấy Mộ Dung Phi Vũ run rẩy cúi đầu đi theo Mạnh Thiên Sở, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cố gượng cười mời Mạnh Thiên Sở vào phòng. Mạnh Thiên Sở phe phải quạt giấy vào phòng Ôn Tư Lại ngồi xuống ghế. Ôn Tư Lại rót một ly trà mời hắn, sau đó không người cười cầu tài đứng một bên. Mộ Dung Phi Vũ đứng ở cửa cúi đầu bất lực nhìn Ôn Minh. Ôn Minh lén lén nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy mặt hắn không có biểu tình gì, cũng không lên tiếng, lòng càng lo lắng hơn. Mạnh Thiên Sở đã hiểu rõ, cô gái này tiến vào trong nha môn làm thư lại, tên Ôn Minh, Ôn Tư Lại này khẳng định là đã nhận nhiều lợi lộc. Do chế độ cấm chỉ điều này cho nên hai người mới hoảng sợ mà lời nói không lợi lạc gì. Chỉ cần nắm lấy nhược điểm này, xem ra hắn có thể lợi dụng cho mục đích của mình. Hắn phe phải quạt giấy, sầm mặt nói với Mộ Dung Phi Vũ đang đứng ở cửa. Nói đi, ngươi rốt cuộc tên là gì? Nghe lời này, thân hình của nữ tử ở cửa lại run rẩy một hồi, run giọng đáp. Mộ Dung, huynh tuyết. Huynh trong huynh dị, khác hoàn toàn, tuyết trong tuyết bạch. Vậy ư, bạch tuyết ở chỗ khác xa à? Tên hay, kỳ thật, vừa nhìn gương mặt trắng nõn của ngươi, đã đoán được danh tự của ngươi rồi. Ha ha. Ôn Minh cười cầu tài hai tiếng hề hề. Y biết sư gia mà càng nói cười cười như thế, chủ ý quỷ quái trong tâm càng độc lạt, không khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh Thiên Sở phe phải quạt giấy vài cái. Vậy Mộ Dung Phi Vũ là ai? Là phụ thân của ngươi hay là ca ca của ngươi vậy? Là gia phụ. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Ngươi đóng cửa lại trước đi. Mộ Dung Huynh Tuyết vội chuyển thân đóng kín cửa, dương con mắt đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhìn kỹ Mộ Dung Huynh Tuyết, thấy trên đầu cô ta đội cái mũ thư lại che kín trước sau, hai bên lòi ra một đôi cánh chuồn nhỏ, khẽ rung rinh theo sự di động của thân hình. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, hai má trắng như tuyết, gương mặt trong sáng, óng ánh như ngọc chuốt, hai mi cong vòng, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, nước mắt phảng phất như trực trở lăn dài xuống má, vành môi khẽ hé. Trong lúc nói chuyện, những cái răng trắng nhỏ lộ ra vô cùng mê người, không ngờ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Mạnh Thiên Sở nhìn xuống thân nàng, thấy nàng mặc một trường sam màu đen của thư lại, trên đó có kết hai cái nơ dài của thư sinh. Chiếc áo dài này hiển nhiên không phải là của nàng ta, mặc vào trông rất rộng. Vừa rồi khi viết chữ vướng víu bất tiện cho nên nàng ta đã vén ống tay áo lên. Khi thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, trong lúc hoảng loạn không kịp phủ một ống tay áo còn lại. Mạnh Thiên Sở phe phải quạt giấy. Rốt cuộc là thế nào? Nói ra ta nghe thử. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới hai bước,
quỳ sụp xuống, nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói: Mạnh sư gia, tình ngài giơ cao đánh khẽ, đừng để cho ai thế chỗ của tôi à. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, đứng dậy rồi nói. Mộ Dung Huynh Tuyết dập đầu nói: Ngài không đáp ứng, tôi không đứng lên. Muốn dùng cái đó uy hiếp bổn sư gia ư? Người thích quỳ thì cứ quỳ đi. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Ôn Minh. Ôn Minh thấy sự tình đã bại lộ, cố chấn tĩnh, khom người cười cầu tài nói: Sư gia, là như thế này, nữ tử này là con gái của lão thư lại Mộ Dung Phi Vũ trong nha môn của chúng ta. Mộ Dung Phi Vũ làm người chép sách và văn thư trong nha môn của chúng ta đã hơn 20 năm rồi. Tuổi già, thân thể từ từ suy giảm, tích lao thành thật, không còn được như trước nữa. Đặc biệt là mắt đã già và mờ, không nhìn thấy chữ nữa. Ông ta chỉ còn có đứa con gái này, vì cuộc sống bức bách mới xin cho con gái thế chỗ ông ta vào nha môn mà làm việc. Mạnh Thiên Sở nói: Tuổi già rồi thì lên nghỉ hưu đi, cứ như thế này còn ra thể thống gì. Con gái ông ta có thể thế chỗ thất thời, thế nhưng chẳng lẽ thế luôn cả đời sao? Ôn Minh cười hề hề gật đầu: Phải, phải là như thế. Vậy mai tôi cho cô ta nghỉ, không cần đi làm nữa, và gạch tên cha cô ta ra khỏi danh sách thư lại trong phòng. Mộ Dung Huynh Tuyết cả kinh thất sắc, dập đầu lia lịa: Sư gia, cầu xin ngài mà, bà nội tôi đã gần 80 tuổi rồi, cha tôi có bệnh, mẹ tôi nhất mực nằm liệt giường, hai đệ đệ của tôi còn nhỏ, cả nhà tôi chỉ chờ vào chút lương ở đây để nuôi cả nhà. Nếu mà mất chỗ làm việc này, cả nhà tôi không còn cách gì để sống nữa. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, cúi đầu nhìn kỹ Mộ Dung Huynh Tuyết: Lời này có thật không? Mộ Dung Huynh Tuyết vội dập đầu lia lịa. Ôn Minh đáp: Đúng vậy, cha của cô ta là Mộ Dung Phi Vũ, lúc còn trẻ là cây bút trụ cột trong nha môn chúng ta, nhưng tới 40 tuổi thì mắt không còn tỏ nữa. Mẹ của cô ta mấy năm trước bệnh nặng, tuy nhiên đã trị khỏi, thế nhưng rồi từ đó nằm liệt giường luôn. Bà nội hơn 70 tuổi, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cần người chiếu cố. Trong ba đứa con thì chỉ có Mộ Dung Huynh Tuyết này hơi lớn, năm nay 16, hai đứa em trai, một đứa 11 tuổi, một đứa 8 tuổi. Hai năm trước, mắt cha của cô ta còn có thể ứng phó, miễn cưỡng, nhưng càng lúc thì càng kém, chữ nhỏ một chút là nhìn không rõ rồi. Không còn cách nào khác, ông ta khẩn cầu tôi để con gái ông ta làm thế, đương sai trong nha môn, kiếm chút tiền nuôi cả nhà. Tôi biết điều này không phù hợp quy củ, và lòng tôi cũng mềm yếu, thấy cả nhà già trẻ của ông ta đáng thương nên đồng ý. Mạnh Thiên Sở hỏi: Thái Chi huyện có biết chuyện này không? Ôn Minh bối rối: Không biết, trong nha môn có tới mấy trăm thư lại, thái đại nhân không thường đến lục phòng cho nên không quản chuyện này. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt, làm ra vẻ trầm ngâm, rất khó ra quyết định. Ôn Minh cười cầu tài: Sư gia, mong ngài giơ cao đánh khẽ, những thư lại khác đều biết nhà cô ta khó khăn nên không làm khó gì cô ta cả. Mạnh Thiên Sở nghe thế thầm nghĩ: Bọn chúng không làm khó thì ta làm kẻ ác vậy. Hắn nhíu mày nói: Nghe lời này đích xác đáng thương, thế nhưng chuyện này nếu như ta không biết thì thôi, hiện giờ đã biết rồi. Thái Chi huyện hôm qua đã ở trước mặt mọi người nói, sau này nhân sự và sự vụ liên quan đến hình danh do ta toàn quyền xử lý. Ta thượng nhiệm ngày đầu tiên mà xử lý sự tình như vậy thì sợ sẽ không ổn thỏa. Nếu mà Thái Chi huyện biết được, ta không biết phải ăn nói thế nào à. Mộ Dung Huynh Tuyết thò tay vào lòng, sờ sờ một hồi, rút ra một túi tiền, đổ toàn bộ số tiền trong đó vào trong tay, đại khái có khoảng 3-4 ngân tiền và mấy chục văn tiền đồng, lê đầu gối lên hai bước khẩn cầu: Sư gia, đây là số tiền công tôi vừa lãnh hôm nay, đều dâng cho ngài hết. Tôi biết là ít lắm, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, tôi về nhà mượn, ngày mai nhất định đưa thêm cho ngài. Vậy à? Mạnh Thiên Sở khẽ phải phải quạt, cười cười, hiếu kỳ hỏi: Cô chuẩn bị cấp cho ta bao nhiêu bạc để mịt miệng ta đây? Mộ Dung Huynh Tuyết vừa rồi trong lúc gấp gáp đã nói vậy, nhưng khi nghĩ kỹ thì số tiền này biết mượn ở đâu bây giờ. Nàng ta không khỏi mềm nhũn hai đầu gối, ngồi phịch xuống đất, cúi đầu thút thít: Tôi nhiều nữa cũng không biết mượn đâu ra. Mẹ và bà nội của tôi đều sinh bệnh, trong nhà có chút gì đáng tiền đều bán sạch cả rồi, có thể mượn người thân cũng mượn hết cả rồi. Thân thích và bằng hữu hiện giờ nhìn thấy chúng tôi đều tránh né cả. Trong nhà 2-3 ngày đều có người đến đòi nợ. Như hôm nay ở cửa nha môn còn có 7-8 người đang đứng chờ lấy tiền công tôi vừa mới lĩnh xong. Sư gia, xin cầu ngài thương xót cho cả nhà tôi, đừng để chúng tôi chết đói.
tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa, đền đáp ân đức của ngài, cầu xin ngài mà. Nói đến đây, Mộ Dung Huynh Tuyết bật khóc òa, dập đầu cầu xin lia lịa. Nghe lời khóc lóc kể lể này, lòng của Mạnh Thiên Sở phảng phất như bị ai đó kéo mạnh một cái vậy. Gương mặt trắng nõn, đầy nước mắt như hoa lê trong mưa khiến cho Mạnh Thiên Sở dậy lên sự tiếc tiếc trong lòng. Nhưng hắn vẫn cố dằn lại, cố ý nhạt giọng hỏi: Cô thế cha cô làm thư lại trong hình phòng, vậy cô hiểu về hình danh sao? Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế, cảm giác có cơ hội xoay chuyển ý của Mạnh Thiên Sở, vội gật đầu lia lịa: Tôi biết, cha tôi là hình danh thư lại nhiều năm, tôi từ nhỏ đã theo cha tôi học. Hai năm nay cha tôi mắt kém, chuyện làm của cha tôi đều do tôi giúp ghi chép đấy ạ. Ôn Minh cũng nói: Đúng vậy, Mộ Dung cô nương làm thế cho cha cô ấy ở đây đã hơn một năm rồi. Trong một năm này hoàn toàn có thể đảm nhiệm được việc giao, điểm này tôi có thể bảo đảm. Vậy ư? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Chuyện này quan hệ trọng đại, bị nhân cần phải tự thân khảo sát mới được. Nếu như kinh qua khảo sát cô ấy đích xác là có thể đảm nhiệm thì chúng ta vẫn còn có thể thương lượng. Nếu như không, cô chỉ còn nước phải rời khỏi đây thôi, thế nào? Mộ Dung Huynh Tuyết có vẻ rất tự tin đối với hình danh, vui vẻ gật đầu: Đa tạ sư gia, đa tạ sư gia, xin cứ hỏi. Mạnh Thiên Sở quay sang bảo Ôn Minh: Ôn tư lại, thỉnh ông tránh đi một lúc, bị nhân muốn đơn độc kiểm tra cô ta. Dạ. Ôn Minh khom người lui ra ngoài cửa rồi khép chặt cửa lại. Mạnh Thiên Sở nói: Mộ Dung cô nương, cô đứng dậy đi, đứng trả lời cũng được. Dạ, đa tạ sư gia. Mộ Dung Huynh Tuyết đứng dậy, cúi đầu khép nép ở một bên. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: Như vậy đi, cô đem quá trình thẩm lý của một án kiện hình danh lấy qua hết một lượt, ta nghe thử xem cô có quen thuộc với trình tự hay không. Vừa nghe yêu cầu này, Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ thở phào. Nàng ta còn sợ Mạnh Thiên Sở sẽ hỏi những vấn đề ly kỳ cổ quái gì đó làm khó mình. Hiện giờ nghe được câu hỏi liên quan đến vấn đề cơ bản nhất của mình, của hình danh, không khỏi mừng rỡ vô cùng, vội vã hồi đáp: Vào ngày nộp cáo trạng, thư lại chị Đường của hình phòng sẽ đưa những cáo trạng thu được trong ngày cho chị Đường trưởng tùy. Chị Đường trưởng tùy trình đại lão gia cấp cho hình danh sư gia ngài. Ngài thảo lời phê xong đưa lại cho đại lão gia xem qua, rồi qua thiêm áp trưởng tùy chấp nhận. Hình án trưởng tùy sẽ đem phê từ và tờ cáo trạng tống đến hình phòng thư lại cho sao chép, rồi cho truyền vào nha môn, lại do tiêu phán trưởng tùy dùng bút đỏ khoanh tròn, tư ấn trưởng tùy đóng ấn, công bố trên chiếu bích, bức bình phong ngay cổng nha môn. Như vậy coi như lập án rồi. Mạnh Thiên Sở nghe nàng ta nói giống như bắp rang, như thuộc nằm lòng, sự lo lắng nặng lề liền mất hết. Thầm nghĩ cái chức hình danh sư gia của mình có mặt mũi, dáng dấp cũng như cố vấn rồi, không khỏi vô ý gật gật đầu. Vừa lúc đó, Mộ Dung Huynh Tuyết lén nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy hắn mặt nở nụ cười gật gật đầu, xem ra rất hài lòng với lời hồi đáp của nàng, lòng liền đại định, vội thu hồi ánh mắt tiếp tục thưa: Sau khi lập án, đại lão gia sẽ phát phiếu bài cho bộ khoái hay người chạy việc đến tổ chức điều giải, cho nguyên cáo và bị cáo triển khai điều tra hoặc tiến hành kiểm tra niêm phong tài sản. Nếu điều giải không thành, nhất định phải khai đường hay không phải ghi rõ trên phiếu bài. Sau đó giao cho hình phòng, do hình phòng thư lại phụ trách án đó, chiếu theo tố trạng liệt kê tên tuổi, địa chỉ của bị cáo và người làm chứng, là một bản danh sách gọi mời đến phán chất án, rồi báo cáo nội nha định đoạt. Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi: Định đoạt ư? Định đoạt cái gì? Bị cáo là ai? Trực tiếp truyền tới chẳng phải là xong hay sao? Mộ Dung Huynh Tuyết làm gì biết vị hình danh sư gia trước mắt là sư gia gà mờ, ngay cả kiến thức nửa vời cũng chẳng thông, hoàn toàn không hiểu vấn đề này, cho rằng là hắn cố ý khảo vấn nàng, nên vội khom người hồi đáp: Hồi bẩm sư gia, đường thượng nhất điểm chu, nhân gian thiên tích huyết, có nghĩa là trên đường chỉ khoanh một vòng đỏ mà nhân gian đã chảy nghìn giọt máu, ý nói phán quyết trên công đường có ảnh hưởng rất lớn đến nhân gian. Không nên gọi bắt người thì tốt nhất không nên, đặc biệt là phụ nữ, trừ khi là tội mưu phản, phản nghịch, con cháu bất hiếu, bị sát thương, bị đạo tặc, các trọng tội gia không thể coi là đầu cáo, mà chỉ có thể do phụ huynh tử tôn báo cáo mà thôi. Mạnh Thiên Sở nhớ ra rồi, cổ đại không khởi xướng tố tụng thư kiện, cho rằng đó là sự tình rất mất mặt. Mãi cho đến xã hội hiện đại, người thường đều cho rằng
bị cáo là một sự tình vô cùng sỉ nhục. Thật ra đây là ảnh hưởng méo mó đến quan niệm tố tụng. Vì vậy, ở thời cổ đại, khi truyền mời bị cáo phải vô cùng chú ý. Đương nhiên, nếu như gặp phải tham quan hay là hình danh sư gia có lương tâm đen tối, chuyện cho đòi bị cáo có thể được dùng làm cơ hội ăn hối lộ hay chèn ép người ta rất nhiều. Những bị cáo này thường bị bức bách phải bỏ tiền thông quan hệ hoặc là nhờ người khác thế mình ứng tố. Mạnh Thiên Sở lại gật đầu lia lịa. Không tệ à, xem ra ngươi rất quen với công việc về hình danh à. Đa tạ sư gia khen ngợi. Mộ Dung Huynh Tuyết không người đáp. Mạnh Thiên Sở nheo mắt tiếp tục hỏi. Vậy sau đó phải như thế nào? Vậy là tới lúc lão gia phải thăng đường hỏi án rồi. Đối với những hình án mà người ta điều man không chịu khai thì có thể y theo luật dùng hình tấn tra khảo cho đến khi bị cáo nhận tội hoặc là hai bên trong dân án đạt thành hòa giải thì thôi. Ừ, cô nói tiếp làm thế nào để ra lời phán đi. Dạ, sư gia khởi thảo lời phán giải do hai bộ phận tổ thành. Bộ phận thứ nhất gọi là thẩm đắc, xét kỹ mà được. Lấy văn biển ngẫu 46 đối từ số 4 liền từ thứ 6 tiến hành bình phán tội trách đối với hình án hoặc là đối với dân án thì trực tiếp nhận định phân xử như thế nào. Và tất cả đều phải trích dẫn kinh điển, nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Phần thứ hai sau đó gọi là cụ chiêu. Cụ chiêu phân ra làm 3 phần. Phần đầu là phục biện, phải ghi rõ thái độ của bị cáo về tội trách của mình. Phần thứ hai là nghị đắc, phải đưa ra tội danh cụ thể mà bị cáo phạm phải, rồi phải dẫn dụng luật lệ cụ thể để đưa ra hình phạt phân xử tương ứng. Thứ ba là chiêu xuất, cũng chính là đề ra hình phạt phán xử như thế nào đối với bị cáo hay xử trí phân xử như thế nào đối với dân án. Mạnh Thiên Sở nghe thế lòng ít nhiều cũng có được chút tự tin. Tuy nghe có vẻ phức tạp nhưng thể lệ chung có vẻ rất đơn giản. Chỉ có điều cái loại văn biển ngẫu 46 này hắn chỉ có con chuồn chuồn vờn nước. Lên hỏi, cô biết viết loại phán văn này không? Mộ Dung Huynh Tuyết vội đáp, dạ biết, trước đây tôi đã giúp cha tôi sao chép không ít phán văn này. Mạnh Thiên Sở liền an tâm hơn nữa, lại nghĩ đến một chuyện rồi hỏi, quyền quản lý hình án phân như thế nào, người có biết không? Dạ biết, trong ngũ hình si trượng đồ lưu tử là 5 loại hình phạt thời xưa, gồm đánh roi, đánh trượng, tội giam hoặc bắt làm khổ, lưu đày và tử hình. Châu huyện chỉ có quyền phán đến 2 loại là si và trượng, còn muốn phán tới đồ, lưu, tử thì phải do châu huyện nghị ra hình phạt, y luật báo lên trên kiểm tra và chuẩn y, gọi là giải thẩm. Văn thư giải thẩm viết như thế nào? Hồi bẩm lão gia, văn thư giải thẩm do 4 bộ phận cấu thành, chia ra làm cư báo, khám điểm, tự cung, thẩm khám. Mạnh Thiên Sở nghe mà đầu to cả ra, pháp luật về văn thư của thời cổ đại này quả là phức tạp. Xem ra cái vụ hình danh sư gia của mình phải đi tìm sư gia là đúng rồi. Cố vấn của cố vấn trong thời hiện đại có gì lạ đâu. Thế nhưng điều này không thể để cho tiểu cô nương này nhìn ra được, nên hắn làm ra vẻ cao thâm mặc chắc, nhìn cô ta một hồi mà chẳng thèm nói gì. Mộ Dung Huynh Tuyết thấp thỏm bất an nhìn hắn, phảng phất như một tù đồ chờ phán quyết cuối cùng vậy. Thật lâu sau đó Mạnh Thiên Sở mới khẽ thở dài. Về hình danh thì ngươi mới chỉ tính là biết chút chút bề ngoài vậy thôi. Ngươi dù sao cũng là phận nữ lưu, ăn chiếu theo cương thường, không thể xuất đầu lộ diện làm đương sai trong nha môn được. Để ngươi lưu lại ở nha môn này, một khi người ta biết được thì bị nhân sẽ bị can hệ rất lớn à. Cái này... chà chà. Mộ Dung Huynh Tuyết quỳ sụp xuống. Sư gia, cầu xin ngài mà, ngài chỉ cần giơ cao đánh khẽ để cho tiểu nữ thế cha làm việc ở nha môn, để cho cả nhà tôi không bị chết đói. Kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa, báo đáp cho đại ân đại đức của ngài. Nói xong dập đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở phe phẻ quạt giấy, cố ý trầm ngâm một lúc, bấy giờ mới nói, bổn sư gia thương cho ngươi một lòng hiếu tâm, không nhẫn tâm đuổi ngươi ra ngoài cửa. Thế nhưng ngươi lưu lại ở nha môn một ngày hai ngày còn được, chứ ngày dài tháng rộng e rằng sợ lộ ra thôi. Đến lúc đó ta không nói thì người khác cũng nói, chừng đó ngươi còn ở lại được trong nha môn hay sao? Mộ Dung Huynh Tuyết làm sao không biết điểm này. Nghe hắn nói thế, hai đầu gối mềm nhũn khuỵ xuống, ngồi bẹp trên đất cúi đầu khóc rưng rức. Mạnh Thiên Sở không chịu nổi nhìn con gái khóc, vốn còn định quanh co một lúc rồi mới nói mục đích của mình. Hiện giờ tình hình không cho phép hắn cù nhảy cù nhây nữa, ho khan một tiếng, phe phải quạt giấy nói, ai bảo ta mềm lòng như vậy đây. Như vậy đi, Mộ Dung cô nương,
Để cô hiếu thảo như vậy, ta không đuổi cô ra ngoài, gạch tên trong danh sách thư lại của nha môn nữa. Cô tiếp tục thế chỗ cha cô, làm đương sai đi. Mộ Dung Huynh Tuyết mừng quá, ngước mắt đầy lệ, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở. Đa tạ Mạnh sư gia. Huynh Tuyết kiếp sau có làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của ngài. Mạnh Thiên Sở gấp quạt. Đừng có vội, ta còn chưa nói xong. Ta tuy không khai trừ cô, để cô tiếp tục thế chỗ cha cô làm đương sai ở hình phòng, thế nhưng cô dù sao cũng là lữ lưu, lộ mặt lộ mày làm đương sai không thể ổn. Do đó sau này cô không cần làm thư lại ở hình phòng trong nha môn nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết hơi có chút kinh ngạc. Vậy tôi làm cái gì? Làm tiểu mật của ta. Làm thư ký riêng của ta. Chú thích: tiểu mật, người tình nhỏ, đào nhí. Thư ký riêng là gì? Mộ Dung Huynh Tuyết dương đôi mắt phượng còn đầy lệ nhìn Mạnh Thiên Sở, không hiểu hàm nghĩa của từ này. Mạnh Thiên Sở cười cười nói: thư ký riêng chính là thư lại của một mình sư gia ta thôi. Công tác bình thường là giúp ta ghi chép, khởi thảo văn thư này nọ. Ý cô như thế nào? Mộ Dung Huynh Tuyết bấy giờ mới thở phào. Sư gia hay quan lão gia đều rút thư lại lên giúp làm việc là chuyện bình thường, không có gì kỳ quái. Dù gì thì cũng vẫn là một thư lại trong nha môn, làm cho mình sư gia hay là cho chung thì cũng vậy thôi. Mạnh Thiên Sở lại nói: người giúp ta làm việc, lương hàng tháng cô vẫn lĩnh đủ. Ta ngoài ra còn thưởng thêm một phần lương, mỗi tháng 500 văn. Ý cô thế nào? Mộ Dung Huynh Tuyết vừa kinh vừa mừng, xua tay lia lịa: Không, sư gia đối với Huynh Tuyết ân trọng như núi. Sư gia sẽ bảo Huynh Tuyết nhất định sẽ tận tâm, kiệt lực mà làm. Sao còn có thể nhận thêm tiền công nữa đây? Mạnh Thiên Sở tham thầm trong lòng: nữ tử này gia cảnh bần hàn như vậy, thế mà còn biết tri ân phải báo, không tham tiền tài thật là hiếm có. Hắn thu quạt nói: đây là ta trả thêm cho cô không cần phải từ chối. Sau này tận tâm làm việc cho ta, sai bảo là được. Đó là điều quan trọng hơn hết mà. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe sư gia đã nói như vậy, không dám từ chối nữa, dập đầu lạy tạ. Tự nhiên có thêm một tháng 500 văn tiền, lòng nàng hoan hỉ vô cùng, không nhịn được, nước mắt lại ứa ra. Mạnh Thiên Sở bước ra cửa, gọi hình phòng tư lại Ôn Minh vào, đem chuyện này nói ra. Ôn Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này y rất lo là Mạnh Thiên Sở sẽ nhân cơ hội đó chơi y một vố. Như vậy là y gặp rắc rối to rồi. Bây giờ nghe thế, lòng như vứt đi tảng đá nặng đang đeo, yên tâm trở lại, còn ngầm đút lót 2 lượng bạc biểu thị sự cảm tạ với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không từ chối gì, hắn cũng đang ở thời điểm khuyết thiếu tiền nong. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở trở về nội nha, lấy 30 lượng bạc trắng lần trước Tần Dật Vân tặng cho hắn bỏ vào người, trở lại hình phòng của nha môn, nói với Mộ Dung Huynh Tuyết: cô đi theo ta. Nói xong, phe phải quạt đi trước, thẳng ra ngoài nha môn. Mộ Dung Huynh Tuyết đi theo sau hắn đến cổng nha môn. Vừa đến cửa, 7-8 nam nữ cùng ùa lên vây chặt Mộ Dung Huynh Tuyết, miệng không ngừng quát: mau trả tiền cho ta. Thậm chí có một bà già định thò tay ra vào móc túi tiền của nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết dùng hai tay giữ trước ngực, móc túi tiền ra cầm trong tay cầu xin: các vị thúc bá, tiền của tôi không nhiều, chỉ có thể hoàn trả cho các ngươi một phần, còn phải lưu lại một chút xem bệnh cho nội tôi, mẹ tôi, cầu xin các người mà. Mấy nam nữ đó không cho nói nhiều, túm lấy y phục của Mộ Dung Huynh Tuyết bắt đầu tranh đoạt túi tiền trong tay nàng. Mấy người chen lấn với nhau suýt để nàng ta té chỏng gọng. Mạnh Thiên Sở quát lớn: dừng tay. Mấy người đang định tranh đoạt bị tiếng quát này giật nảy người, quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở hỏi: cô ta thiếu tiền của các ngươi ư? Những người đó tuy còn chưa quen Mạnh Thiên Sở, nhưng cũng biết hắn là vị hình danh sư gia mới đến, phá án rất lợi hại trong nha môn, tuổi lại còn trẻ. Những người này thường đến nha môn đòi nợ của Mộ Dung Huynh Tuyết, cho nên phần lớn người trong nha môn họ đều nhận thức. Thấy Mạnh Thiên Sở lạ mặt mà lại mặc đồ theo lối sư gia như vậy, đều đoán là hình danh sư gia mới vào làm, và nếu đã là hình danh của chi huyện đại lão gia thì không thể chọc vào được. Cho nên họ vội bỏ Mộ Dung cô nương ra, không người cười nói: dạ đúng, cô ta thiếu tiền của chúng tôi. Mạnh Thiên Sở nhíu mày: thiếu của các ngươi bao nhiêu tiền? Có mang biên lai mượn tiền không? Thiếu tôi 3 lượng, thiếu tôi 6 lượng, thiếu tôi 4 lượng, 5 tiền 7 phân. Mấy người cùng báo số bạc cho mượn của mình, đua nhau móc biên lai mượn tiền ra. Mạnh Thiên Sở bảo: giao giấy mượn tiền cho ta, ta trả cho cô ấy. Thật không? Ngài thật là người tốt à? Bà già đó phản ứng nhanh nhất, đưa giấy nợ cho Mạnh Thiên Sở.
những người khác hơi chần chừ, dù sao thì còn chưa xác nhận thân phận của Mạnh Thiên Sở, không dám dễ dàng giao giấy nợ cho hắn. Mộ Dung Huynh Tuyết vội nói: "Không, không, sư gia, cái này không được." Mấy vị đó nghe được lời nàng, biết thanh niên trước mắt đây quả nhiên là hình danh sư gia, không còn hoài nghi gì nữa. Thấy hắn cũng trượng nghĩa, đó là nhìn trúng vẻ đẹp của Mộ Dung Huynh Tuyết, định lấy lòng nàng chăng? Nhưng chẳng cần quản động cơ của hắn là gì, chỉ cần thu được nợ là tốt rồi. Cho nên những người đó đều đem giấy nợ đến đưa cho hắn. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy số giấy nợ này, tính toán lại tất cả, tổng cộng số nợ là 17 lượng 3 tiền 6 phân. Hắn móc từ trong người ra hai đính bạc, hỏi lão phụ nhân đó: "Bà là người thế nào với Mộ Dung Huynh Tuyết đây?" "Lão thân là dì họ xa của Huynh Tuyết." "Vậy được, hai đính bạc này mỗi đính 10 lượng, tổng cộng là 20 lượng, giao cho bà phụ trách. Các người mau đến nhận lại tiền của các ngươi cho mượn, số còn lại trả cho ta." Lão phụ nhân đó nhanh chóng tiếp lấy hai đính bạc từ tay của Mạnh Thiên Sở, hoan hỉ vô cùng, mặt cười đầy nếp nhăn, không người xá lia lịa: đa tạ sư gia, ngài yên tâm, số còn lại một văn cũng trả lại, không thiếu cho ngài, lão thân xin tự bảo đảm.